Bạn này shop xe đạp hơn mi, xin giới thiệu mẫu Twister Steel Road. Giá con xe đang được bán với giá 11.500.000, 11.500.000. Khung sườn carbon, phụ carbon, cốp yên carbon, ghi đồng bộ tăng nhôm. Giá xe đang được bán với giá 11.500.000. Tên con xe là Twister Steel Road. Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2020, nha bạn nha. Bây giờ shop sẽ tiến hành quay cận cảnh chi tiết con Twister Steel rồi bạn xem. Giá xe đang được bán với giá 11.500.000, 11.500.000. Con này được trang bị cấu hình như sau: tay đề bấm xả Retrobit, cấu hình là 2 đĩa 12 lít nha bạn nha. Tay đề bấm xả Retrobit 2 đĩa 12 lít. Khung sườn carbon, ghi đông bô tăng nhôm, phụ carbon, càng thắng là Tetro. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 11.500.000. Tay đề Retrobit 2 đĩa 12 tốc độ. Tay thắng AVID, ghi đông là Twister. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 11.500.000, 11.500.000. Các bạn tới nhà xem xe, coi xe sẽ được giảm giá, giảm một xíu nha, không giảm nhiều nha các bạn nha. Retrobit. Khung sườn con này là khung sườn carbon, xe được trang bị đi dây âm sườn. Phột con này là phột carbon. Con này được trang bị cấu hình là 2 đĩa 12 lít. Các bạn nha, 2 đĩa 12 lít, càng thắng là Tetro. Tetro là hàng thương hiệu của Nhật nha các bạn nha. Tay đề là Retrobit 2 đĩa 12 lít, càng thắng là Tetro. Khung sườn con này khung sườn carbon, phụt carbon. Bao tay tròn dạng êm Twister Steel, Twister Steel. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 11.500.000. Niền cao 4 phân căm lá hẹ. Bánh trước sử dụng bạc đạn, dùng ti bật tháo mở nhanh. Size vỏ 700x25. Khung sườn con này khung sườn carbon. Màu sắc con này là màu xám đỏ đen. Xám đỏ đen, kiểu dáng màu rất sang và rất đẹp nha các bạn nha. Đây là màu xám, mà xám giống như màu bạc, màu titan đó. Nên xe nó sáng và nó sạch, nhìn rất là đẹp, rất hay. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 11.500.000, 11.500.000. Khung sườn con này là khung sườn carbon, phột là phột carbon, cốp yên là cốp yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Niền cao 4 phân, cầm lái hẹ, bánh trước bạc đạn, bánh sau bạc đạn. Con này được trang bị cấu hình là 2 đĩa 12 lít. Giò dĩa là giò dĩa cốt rỗng, One Rowell. Giò dĩa cốt rỗng, One Rowell. Bê đan là bê đan Retrobit. Cùi đề lip con này là cùi đề lip Retrobit luôn. Giò dĩa One Rowell. Sơn con này là sơn IBN. Sơn có mắc cài. ABS Technology. Cùi đề lip là Retrobit. Retrobit. Hiệu Retrobit. Lip là lip thả 12, 2 đĩa 12 lip. Sơn là sơn IBN. Màu sắc con này là màu bạc. Cùi đề lip carbon. Size vỏ là 700x25. Tên con xe là Twister Steel Road. Giá xe đang được bán với giá chỉ có
11.500.000, 11.500.000. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe là Jupiter Steel Pro. Cùi đề lip là Retrobat. Sơn là sơn IBN. Lip là lip thả 12. Khung sườn carbon tectonary, carbon nano. Cùi đề đĩa là Retrobit. Giờ dĩa One Rewheel. Cốt rộng BB bạc đàn ép. Xay vỏ 700x25, niền cao 4 phân. Bánh kêu siêu to, cầm là cầm lá hẹ nha bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe là Jupiter Steel Pro. Giá xe đang được bán với giá 11.500.000, 11.500.000 nha bạn nha. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676.